Bạn tin tưởng ai nhất trong ba nhân vật đang ngồi ở đây? Trời, dĩ nhiên là Jun rồi. Nãy giờ Tú nhìn Jun á, Tại vì thật ra hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh Jun ở ngoài. Ôi, vậy hả? Đúng rồi. Em cũng có theo dõi mấy cái mà những chương trình mà anh Jun cũng tham gia. Nhưng mà sau khi xem xong em cũng rút được một cái kinh nghiệm là đừng có để cái vẻ bề ngoài đánh lừa mình. Đó. Ủa sao mới chưa suy gì chưa? Em bắt một cái là tự nhiên cái chuông quay lưng sẽ làm sao luôn á. Hôm nay là bé còn đeo mắt kính vào cho có vẻ là tri thức nữa chứ. Thấy người ta không có vẻ tin tưởng mình lắm cho nên bên đây là ịn cái cặp mắt kính vô. Chào. Ủa anh Nghĩa mới đi nước ngoài về. Không phải, hôm nay chúng ta theo một cái phong cách mới, nó hoàng gia, nó hoàng sang trọng. Cho nên cái cách mình nói chuyện nó cũng phải nó khác hơn so với bình thường nha. Ôi, ở bên kia có chú bé lắc chắc. Cái sắc xinh xinh đâu rồi? Hả? Nếu mà mọi người đã theo cái tông giọng đó rồi thì em cũng thấy như vậy thôi. Crystal. Những câu hỏi của chúng tôi là những câu hỏi có khả năng có 7x và không có 7x. Có những đáp án tùy vùng miền đọc. Ví dụ như là chúng ta đọc theo thuần hoa, nó khác. Nhưng đọc theo thuần Việt, nó khác. Nhưng dù cho thuần hoa và thuần Việt thì cũng sẽ không có một cái giọng nào mà nó có cái cảm giác giống như là bị thụt cái lưỡi. Thụt cái lưỡi như vậy. Bây giờ em sẽ thoát vai Wishatosh và em sẽ nói giọng bình thường lại đây. Và chào mừng bộ ba tư vấn viên đây cùng nhau đón chào người chơi, xin mời. Wow. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Ngô Kiến Huy cũng như là ban tư vấn. Em là Huỳnh Tú và rất vui khi mà hôm nay em được có mặt tại chương trình 5 giây thành triệu phú. Wow. Huỳnh Tú. Dạ. Dạo này còn đi đường một chiều không em? Ngày nào em cũng đi đường một chiều, tại nhà em nằm trên đường một chiều. Không, giờ sẵn ở đây mình hát cái bài hát của mình cho mọi người nghe một đoạn nhỏ đi. Ngày nào chị cũng tập hát hết trơn á em, chị thích lắm. Bây giờ em chị hát chung đây. Không, trời em hát mình đi cưng. Chị Như hát được, em nghe chị hát rồi. Không, em được, vậy em hát cho chị nghe đi. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em khóc. Wow. Cái giọng nói như giọng đó hát thôi em, như đó thôi, tức là cho mình cảm giác thèm nữa đó. Hay quá à, thì có hát chị hay. Chị Như hát thêm khúc đó đi. Chị Như, em hát nghe chép rồi, hay lắm. Em ta là đường một chiều, của em là đường ngược chiều đó em. Em đi ngược chiều là bị phạt nha. Ngõ cục luôn á. Đừng ép chị. Để cho chị nghiêm trang với em ngày hôm nay. Nghiêm trang luôn á hả? Nghiêm trang. Nghiêm trang, trang trọng. Em biết không, khi em đến với chương trình có rất nhiều điều hỗ trợ em để trở thành triệu phú. Wow. 5 giây không thành vấn đề, quan trọng là em có tin vào ban tư vấn hay không. Bởi vì họ sẽ luôn cho em những cái điều chân thật nhất từ trái tim mình. Nhưng đúng hay sai là tùy duyên. Trời. Bạn tin tưởng ai nhất trong ba nhân vật đang ngồi ở đây? Trời, dĩ nhiên là Jun rồi. Nãy giờ Tú nhìn Jun á, Tại vì thật ra hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh Jun ở ngoài. Ôi, vậy hả? Đúng rồi. Em cũng có theo dõi mấy cái mà những chương trình mà anh Jun cũng tham gia. Nhưng mà sau khi xem xong em cũng rút được một cái kinh nghiệm là đừng có để cái vẻ bề ngoài đánh lừa mình. Đó. Ủa sao mới chưa suy gì chưa? Em bắt một cái là tự nhiên cái chuông quay lưng sẽ làm sao luôn á. Hôm nay là bé còn đeo mắt kính vào cho có vẻ là tri thức nữa chứ. Thấy người ta không có vẻ tin tưởng mình lắm cho nên bên đây là ịn cái cặp mắt kính vô. Nhưng mà anh nghĩ có thấy là em đeo xong thì em nhìn em trí thức ra đúng không anh? Nhìn thì có đó, nhưng mà để coi coi em thể hiện ra sao như thế nào trong ngày hôm nay cái đã. Tú có vẻ vẫn còn hơi nghi ngại anh em chúng ta. Hãy bắt đầu đi từ cái bậc thấp nhất đi, rồi sau đó Tú sẽ thấy là cái vai trò của anh em chúng ta nó dễ thương và nó đáng yêu như thế nào. Hơi tiếc cho bé Tú khi mà còn hai quyền trợ giúp mà không sử dụng một cách hợp lý để phải ra về ha. Quan trọng nhất là mình phải biết phân bổ cái quyền đó và những câu hỏi mà nó mình cảm thấy là không chắc ăn. Không, mà thật sự chơi này cũng phải cần chiến thuật á. Chứ không phải là chỉ vì mình đoán hiểu đại, biết hay đoán không, đại, đoán đại không. Rồi. Nó phải có chiến thuật. Tại vì kiến thức nó bao la quá. Giống như Jun coi cái những cái màn, mấy những cái lễ hội giống như nãy Nghĩa nói á, thì ở trên TV á, đa số là thấy là chọi cà chua thiệt. Trời. Nhưng mà không ngờ vì hôm nay chương trình lại nói là một cái lễ hội khác. Mà nó ném bột mì, bột mì, trứng gà. Và trứng gà. Mà giờ anh lo nè.
với cái phần ra đi nó hơi tiếc nuối của Tú như vậy thì không biết còn ai dám đến chơi với mình đúng không em? Cả ngàn người ạ. À. Cả ngàn người luôn. 1000 người là được qua cái vòng sơ khảo rồi đó. À. Chứ mà vòng loại trực tiếp là 1000+ người lận. Vậy, hả? Vậy thì lắm. Em phải kể cho quý vị khán giả biết là chúng tôi ở đây 1 tháng trời chỉ để quay hình chương trình thôi. Mời vô liền đi Quy, mời vô liền đi. Đây. Và người chơi tiếp theo sẽ là một chàng trai rất thông minh, ông hoàng của những game show. Wow. Oh. Wow. Hát mà trái máy luôn á, hát như nuốt đĩa, cầm cái mic nuốt mất cái mic. Xin mời ca sĩ Tăng Phun. Phun à, thì ra là Tăng Phun. Wow. Em chào anh. Chào chị. Ủa. Xin mời người chơi thứ hai. Alo. Em nó đi nữa rồi. Em đang không phải là tăng huyết áp mà thấy bé nó hơi tăng động. Tăng động em. Tăng động. Mệt em mệt. Dạ bỏ là. Dạ em chào ba vị tư vấn. À. Anh Đại Nghĩa, chị Khánh Như, anh Chuân và em chào anh Ngô Kiến Huy. Cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 5 giây thành triệu phú. Em là Tăng Phúc. Dạ hy vọng hôm nay em sẽ được 100 triệu. Wow, ước mơ nhỏ nhoi quá. Mà chưa kia em vô em thở quá, em chạy kia rồi em mệt em thở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Huy đọc câu hỏi, thời gian tối đa là 5 giây. Bạn phải lựa chọn đáp án đúng hoặc sai. Nếu mà quá 5 giây bạn chưa bấm thì chúng tôi sẽ tính là sai luôn. Cái này căng nha, ví dụ như bình thường mà mình kiểu như là câu hỏi xong mình suy nghĩ mình trả lời á, lỡ mình nói bậy xong mình nói lại còn được. Còn mình bấm tên cái chương là trình của chúng là... tôi là gì? 5 giây thành triệu phú. Nên sẽ không có trường hợp lấn qua giây thứ 6. Căng quá. Lấn một cái dây một thôi là đi về liền luôn. Ok. Có người kè đi về liền. Có hai bảo vệ đứng kia kìa. Còn cái này luật ngầm. Khi bạn trả lời câu hỏi rồi mà chúng tôi thấy bạn vẫn còn sáng đèn mà không tắt đèn ở câu hỏi kế tiếp, trừ 2 triệu. Thôi nãy giờ bé mới vô mà áp lực quá. Thôi cho bé chơi đi. Thôi thôi trời. Hát thử câu nghe chơi. Hai con thằng làng con đua nhau. Đùa nhau phải té xuống dưới đất không? Đùa nhau đuôi. Đánh nhau đứt đuôi. Cắn nhau đứt đuôi. Thẻ. Cắn nhau. Thẻ. Thẻ nhà anh Chuân Phạm, anh có thể trả lời cho em mà té nhau là té là gì? Té là một động từ. Nó giống như là để mình té nước đúng không chị? Là tạt nước gì đó. Té nhau thì té tạt nước nhau á. Hai con. Ủa là tạt nước nhau mắc gì đứt đuôi? Mắc gì đứt đuôi? Thì nó tạt nhau quá nó bị ướt á. Té nước nhau đứt đuôi hả? Trời ơi, đúng rồi. Jun ơi Jun, anh thấy mình đã thua rồi. Đừng nói thêm nữa, bởi vì ta cũng là ca sĩ mà em. Cái nước gì mà tạt đứt đuôi thằng làng? Cái câu này quá nhanh được không? Tôi có mẫn cảm với thằng làng. Sợ gì? Thằng làng là một cái loài bò sát, thân nó mềm mềm, nó nhũn nhũn, nó lạnh lạnh. Mà da nó kiểu mà sần sần á. Chứ nó chạy người em, cảm giác nó lạnh lạnh nhẹ nhẹ vậy nè. Anh Nghĩa ơi, ghê quá, nổi hết cho gà. Rồi, cảm ơn tư vấn. Và cảm ơn một phần trình bày rất là thuyết phục của Xuân Phạm. Và không tin thì cho đi về, tôi tức quá.